đây 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 đây. U đã cho mọi người này. Wow, cha cha, mực này. Mực dôi thịt. Mực dôi thịt, dôi thịt, dôi thịt. Trời ơi, mình đánh chén đi, khỏi nói đấy. Đây, có đây. À. Làm mấy ly nữa là thôi đắp chăn ngủ. Ngon thì chắc chắn là ngon rồi, nhưng mà hấp dẫn. Này, xem này. Đây là mực, đây là nhồi thịt, thịt ba chỉ, đẫm rau thơm này, các loại. Chế biến. Đây là cô tạt mọi người, tạt cái bay mọi người. Tăng hơn là cái tôm. Đây là rượu. Xong rồi cho con em đây là rau ăn kiểu ba tao rồi đấy. Qua wow, tay cái nó cũng được. Mực tươi này là mình bỏ thêm thịt ba chỉ đẫm này, gia vị thêm bỏ vào là chiên lên. Qua wow. Bỏ đi bỏ sở trương lắm. Cơm ông Thêm ơi. Đây 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 đây.